Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Những vấn đề cần quan tâm về nhà ở xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, nhà ở xã hội là vấn đề luôn được quan tâm qua nhiều thời kỳ khác nhau. Trong lịch sử đô thị hóa, Hà Nội từng là một số mô hình nhà ở giá rẻ, bán và cho thuê. Điển hình là các phong trào nhà ánh sáng do các kiến trúc sư Việt Nam tốt nghiệp mỹ thuật Đông Phương thực hiện tại bãi Phúc Xá và vận động mở rộng tới các khu vực đô thị và thôn quê từ năm 1938 đến năm 1939. Năm 1942, văn phòng nhà ở giá rẻ và công ty nhà ở giá rẻ ra đời. Một số dự án đã được phê duyệt. Tuy nhiên, Thế chiến II lan rộng nên các dự án đều phải dừng lại. Trong bản đồ quy hoạch Hà Nội công bố năm 1943 cho thấy, một khu đất rộng hàng chục ha tô màu với chú thích xây dựng nhà ở cho công nhân họa gia. Khi chính quyền cách mạng tiếp quản thủ đô năm 1954, nhiều khu nhà ở của nhân viên, quân đội, công an được xây dựng tại Hà Nội và các thành phố công nghiệp với quy mô tầng thấp đến tầng cao theo mô hình các nước xã hội chủ nghĩa. Sau chiến tranh phá hoại, từ năm 1965 đến năm 1972, các khu nhà lắp ghép cao 5 tầng theo mô hình Xô Viết được xây dựng quy mô lớn. Hà Nội cung cấp hàng triệu mét vuông nhà ở cho cán bộ, công nhân thuê giá rẻ. Điều đáng chú ý là với công cụ thô sơ, trình độ khoa học công nghệ hạn chế. Nhưng lúc đó, phần lớn những người được nhận nhà là do nhà nước cấp hoặc cho thuê giá rẻ đều khá công bằng. Sau hàng chục năm sử dụng, các ngôi nhà xây với chất lượng kém, tiện nghi tối thiểu đã hư hỏng, xuống cấp. Nhà nước bán cho những người ở thuê giá rẻ để họ tự quản lý. Năm 2003, Hà Nội lập kế hoạch cải tạo 1.500 chung cư cao tầng nguy hiểm nhất thành nhà cao tầng bán giá cao, đền bù lại cho chủ cũ căn hộ rộng hơn, chất lượng tốt cũ hơn. Tuy vậy, khu dân cư cũ không mặn mà. Nên sau 20 năm, từ năm 2003 đến năm 2023, chỉ có 10 năm dự án thực hiện đạt 1%. Điểm qua vài nét lịch sử xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp nói chung, cán bộ, công nhân nói riêng ở Hà Nội giai đoạn trước đây. Thiết nghĩ hữu ích cho việc triển khai các dự án nhà ở xã hội hiện nay. Ít nhất hai vấn đề cần được quan tâm, đó là chất lượng kiến trúc, xây dựng của các dự án nhà ở xã hội và phân phối sao cho công bằng vì nguồn cung có hạn trong khi nhu cầu rất lớn. Với các dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp hiện nay, nếu chúng ta không quan tâm đúng mức đến chất lượng kiến trúc, xây dựng và hạ tầng dân sinh, không gian sống cho người dân, thì chỉ 10 năm đến 20 năm sau, chính quyền đã phải tính đến việc giải thể các khu nhà đó như thế nào. Tương tự hiện nay tại Hà Nội, đau đầu với bài toán chung cư cũ xuống cấp. Gần đây, Hà Nội công bố bán nhà ở xã hội của một dự án tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Nhiều người xếp hàng từ 2 giờ sáng để đăng ký. Điều đó phần nào cho thấy cách mua bán nhà ở xã hội của chúng ta vẫn rất lạc hậu, không có hệ thống thông tin dữ liệu số hóa về đối tượng được mua nhà giá rẻ, tiềm tàng nguy cơ bất bình đẳng trong việc thực hiện chủ trương tốt đẹp này. Khi nói đến nhà ở xã hội thì bên cạnh người thu nhập thấp đô thị còn có một nhóm đối tượng rất quan trọng là công nhân ở các khu công nghiệp. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, đến năm 2020, cả nước có 1,7 triệu công nhân có nhu cầu nhà ở, tức là cần xây dựng ít nhất 700.000 căn hộ, trong khi hiện chỉ có 330.000 công nhân trong các khu công nghiệp có nhà ở giá rẻ tại chỗ, diện tích đất trên 250 ha. Tín hiệu đáng mừng và được người dân quan tâm đó là ngày 3 tháng 4 vừa qua, lãnh đạo chính phủ đã ký phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 đến năm 2030. Chính phủ cũng đã đề xuất triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay với lãi suất thấp. Thiết nghĩ, trong chương trình nhà ở xã hội lần này nên bố trí một phần kinh phí hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng nhà trọ, đồng thời dùng vốn ngân sách hoặc xã hội hóa vào việc bổ sung hạ tầng xã hội, nhà trẻ, trường học, trạm y tế, công viên xung quanh các khu trọ này. Bên cạnh nhóm công nhân có nhu cầu ổn định lâu dài, một bộ phận đáng kể công nhân xác định đi làm công ty vài năm, thu nhập của họ chỉ đủ sinh hoạt và tích lũy ở mức tối thiểu. Ở quê, họ đã có nhà ở ổn định rồi, vì vậy chắc chắn là nhu cầu có một căn hộ, giá rẻ cũng từ 200 triệu đồng trở lên tại khu công nghiệp là không cao.
Rõ ràng, để hưởng sự hỗ trợ đến nhóm công nhân này thì thiết thực nhất là hỗ trợ cải thiện chất lượng nhà trọ và hạ tầng xã hội xung quanh.